tới công ty Tôn Đại Dương 148/1 Trần Quang Khải. Dạ. Sao chị không nói em ra sân bay đón? Vậy mới bất ngờ chứ. Mà chị còn có bất ngờ này dành cho em nữa. Vậy bao giờ em mới về lại công ty hả Tú? Dạ, em chưa biết nữa. Không biết lần này có đúng người em cần gặp không? Mấy lần trước không phải. Ừ, anh cũng mong lần này em qua Thái tìm lại được người anh đã thất lạc của em. Hy vọng em hoàn thành tâm nguyện của ba em trước khi mất. Mà em tìm nguồn thông tin này từ đâu? Dạ, từ một người chị bạn của em. Chị ấy sống chung với chồng ở Thái nên cũng rành bên đó. Lần này chị ấy qua Việt Nam dẫn em qua Thái để gặp anh của em. Vậy lần này anh sẽ cho em xin nghỉ phép. Khi nào hoàn thành xong công việc của em quay lại công ty làm việc nha. Dạ, em cảm ơn anh. Sao đến Khon Kaen ăn món Khon Kaen thấy thì sao? Dạ, rất là ngon và lạ miệng. À mà chị đi với em vậy, còn bé Lúc và anh Thuận ở nhà thì sao? Không có sao đâu, anh Thuận nói chị qua đây với em mà. Em đâu có rành đường Thái Lan đâu. Với lại anh Thuận ở nhà còn trông con giỏi hơn chị nữa đó. Chị nghĩ em nên tham quan Túc Túc một vòng ở đây trước khi gặp anh của em. Nón như thế này, Túc Túc lời. Để chị hỏi giá cái đã. Ủa, hai người là người Việt Nam hả? Ủa, anh biết tiếng Việt hả? Ừ, mẹ anh là người Việt mà. Cứ gọi anh là Nát, lên xe đi anh chở đi chơi. Ở đây nhiều chỗ hay ho lắm, mà cũng nhiều người Việt Nam nữa. Tôi sẽ giảm giá cho hai người, yên tâm. Mèo mê cú, mèo mèo mê bò, mèo mèo la 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 la. La 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 la. Thời gian dành cho mọi người, còn đây phút giây tuyệt vời. Trời nhà lên cao, không gian xôn xao như muốn cùng vui với chúng. Người dân ở đây còn nghèo nên mỗi tối người ta sẽ tập trung tại đây để xem phim tập thể, mọi người cùng xem với nhau. Để mai có nhau vui vầy, cuộc sống quanh đây thanh thản trời mây. Hãy nâng niu những phút giây. Giờ đây gặp nhau nơi này, ngôi nhà chung là trái đất này, dành cho mai sau niềm vui thật lâu khi mỗi người chung vai với nhau, dành cho nhau những phút giây này đã lên tiếng ca xuống vầy và đã. Sao yêu thương còn đây, dành cho nhau khoảnh khắc vui này, để mai có nhau vui vậy. Cuộc sống quanh đây thanh thản trời mây, hãy nâng niu những phút giây để thắp sáng những ngôi nhà. Đây là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất ở Khon Kaen này. Hồi mẹ tôi còn sống, tôi thường đưa gia đình ra đây ngắm cảnh lắm. Mẹ tôi thích ở đây nhất. Từ khi mẹ mất, tôi không dám ra đây nữa. Tôi sợ sẽ nhớ mẹ. Mà mẹ anh mất bao lâu rồi? Cũng được 2 năm rồi. Còn ba anh thì sao? Ba tôi mất rất sớm. Từ lúc tôi còn bé xíu à. Đến nỗi mặt ba mình tôi còn không nhớ nữa mà. Chẳng lẽ anh không nhớ một chút gì sao? Mẹ tôi nói hồi nhỏ, tôi bị sốt, bị viêm màng não nên trí nhớ rất là kém. Ký ức cũng mất dần đi. Nhưng mẹ kể cho tôi nghe, ba tôi là một người Thái rất tốt bụng, nhưng không may bị bệnh nên qua đời sớm. À, mà anh trai của cậu ở đâu ở Khon Kaen này? Mai tôi sẽ đưa cậu đi gặp, ở đây chỗ nào tôi cũng biết hết. Hình như thông tin lại không đúng nữa rồi. Chắc em sẽ về Việt Nam. Đợi thời gian nữa sẽ tìm lại anh của em. Cũng cực cho cậu quá, bay đi bay về hoài. Ước gì tôi cũng có đứa em trai như cậu. Thật chứ? Thật. Vậy anh sẽ là anh trai của em nha. Vậy thì còn gì bằng nữa. Từ nhỏ tới lớn tôi chỉ có một mình, giờ có đứa em trai như cậu thì còn gì sung sướng bằng nữa. Người đàn ông mặc áo trắng đó chính là anh trai của em á. Hiện anh đang làm nghề lái xe túc túc. Anh rất được mọi người yêu mến. Mẹ của anh tên là Nguyễn Thái Sơn Bình. Ngày sinh và tất cả để trùng khớp với người vợ mà bố em lỡ nặng lời đuổi đi. Ảnh là người anh cùng cha khác mẹ với em đó. Em quyết định về mà không nói cho anh Nát biết sự thật hả? Đó là anh ruột của em mà. Thì Nát cũng nhận em làm em trai nuôi của anh ấy rồi còn gì. Thật ra em muốn qua đây tìm anh là muốn xem anh của em sống như thế nào, có vui không. Chị thấy đó, Nát bây giờ sống rất là vui. Anh ấy có một ký ức về ba rất là đẹp. Em không muốn làm hỏng nó. Nhiều khi làm em trai nuôi còn tốt hơn là nhận anh ấy làm anh ruột. Em không muốn người anh ruột của mình phải buồn về những chuyện quá khứ.